rảnh được một chút thời gian trước khi lên sân bay thì mình sẽ đi test cái điểm này thử xem có mượn hay không. Thông thường thì những cái điểm cầu cảng rất là dễ có mực. Ở dưới mấy cái chân thuyền á thì mực nó cũng hay dựa vào đó. Thực ra thì hồi nãy mình đã gặp hai con rất là lớn ở cái ngay đầu cầu, nhưng mà quăng mồi nó không ăn. Mình thử đổi hai ba màu khác nhau vẫn không ăn. Thường thì những con mực nó đã lên trên mặt nước, nó thấy mình thì nó rất là nhát. Mình đi những ngày này gặp đồng trung, cho nên là biển rất là êm. Cái cầu cảng này vô ra tự do nha các bạn. Người ta có chắn lại, nhưng mà mình trèo qua vẫn được, câu tự do. Trong này thì cá nhiều lắm. Cầu cảng này rất là sâu nha. Cái phía ngoài đầu cầu chắc cũng phải hơn chục mét á. Chỗ mình đứng ở đây thì cũng đã hơn 5 mét rồi nè. Xung quanh cái cầu cảng này là những cái rạn san hô, những cái bãi cỏ, bãi tảo. Những cái điểm đó thì mực nó hay nằm. Đứng ở cầu cảng nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy được những cái rạn san hô, những cái bãi tảo. Vì nước rất là trong. Cái clip lần trước mình úp có mấy bạn hỏi là tại sao đánh mực thì cứ phải giật đầu cần như vậy. Thì giờ mình trả lời là cái con mồi của mình á, mình phải giật như vậy để tạo action, thu hút con mực hơn. Mồi chính hãng khi mà bạn đánh cái cần như vậy á, thì cái action của con tôm, con mồi á, nó sẽ đi dích dắt. Tôm thường á, tôm rẻ tiền thì nó sẽ đi không chuẩn, thường nó sẽ đi bơi lên. Ở cầu cảng này các bạn cũng có thể câu cá bằng mồi Myrozik hoặc là Sozik nhỏ nhỏ. Cá nhiều lắm á. Mm-hmm.
mực nó cũng thường hay đứng ở các chân cầu cảng như vậy nè. Đợt này là mình đi câu chưa phải là mùa mực nha các bạn. Mùa mực ở các đảo ở phía Nam Việt Nam mình thường là tháng Giêng, tháng 1, tháng 2 âm lịch. Còn ở đất liền thì nó sẽ vào ở đầu gió Bắc. Hiện tại Phan Rang mực cũng đã áp rồi. Còn khoảng 1 kg trở lên đó. Có mấy ông anh câu ngoài đó gửi hình vào thèm quá trời. Mình đi câu cá xong còn chút thời gian trước khi lên sân bay đi câu mấy mực chơi thử coi có không. Chứ Tết thì mình sẽ sắp xếp thời gian ra đây để câu mực. Có thể ở lại cả tuần đó. Hiện tại đang là nước lớn. Đi câu mực mà chú ý là mực nó chỉ ăn lúc nước lên nước xuống. Tầm đó là nó ăn rất là nhanh, rất là dày, nhưng mà qua giờ là nó không ăn nữa. Cho nên bạn ai câu mực thì nên chú ý để không có tốn thời gian. Lên hàng. Ý. Lên nè. Mình vừa sấy một con thì có một con khác chụp vô á. Có chút xíu à. Đây là mồi của Yamashita. Cái dòng mồi này có bi nó rất là nhạy mực luôn. Là vì những người thường nghiên cứu á, người ta nghiên cứu được cái tần số của âm thanh con mực nó nghe được ở cái khoảng nào, cho nên người ta làm con tôm nó chính xác và hiệu quả. Đối với những bạn mới tập câu mực cũng không nên mua mồi dỗm làm gì, cứ mua mồi chính hãng đi. Thường thì mồi chính hãng á, nó sẽ có cái thông số chìm của con mồi, mình biết cái điểm mực nước nó sâu bao nhiêu thì mình cứ đếm. Ví dụ như 6 giây thì nó chìm được 1 mét thì mình cứ đếm như vậy. Mình đánh ít khi bị mất mồi lắm, trừ khi mình đánh cố ý cho nó vô rạn. Đi ngang rạn thì mới là dễ mất. Phía ngoài này có một cái điểm rạn rất là rộng lớn, nguyên một mảng đen luôn á. Mình sẽ cắm ở cái điểm này. Bỏ cái ba lô xuống đeo nặng quá. Mình có hỏi mấy cái chú hay câu mực ở đây nè. Người ta nói là vào mùa xuân á, thì mực nó vào con cũng lớn lắm, cũng trên 2
khoảng ký tới 2 ký á. Vít kìa. Rồi bây giờ mình phải chở vào rồi. Vào để chuẩn bị hành lý, đóng đồ để về Sài Gòn. Hy vọng tới mùa mực sẽ được quay lại. Đây là cái điểm hồi nãy mình gặp hai con mực to phải hơn một bàn tay á, nó bơi trên mặt nước nhưng mà đến khi quăng mồi nó bơi nó trốn mất. Con nào chưa chú? Nãy có hai con bự vậy nè, nó vần vần đây nè mà quăng mồi nó không ăn, quăng 3-4 màu nó không ăn. Bắt được con bằng 3-4 ngón tay à. Thank you.
Dạ. Cái gì à? Cá thịt lấu luôn kìa. Đồ. Hả? Đó đó đó. Ồ, nước như ở trong đó. Đó, cá thịt lấu kìa. Không. Đồ, cá thịt lấu kìa. Thử dít, thử mồi dít thôi. Móc mực á hả? Móc mực á hả? Ừ, mực cũng được. Nãy giờ nó đớp cá. Đớp mấy cái con gần gần. Đây ha, đây cái lỗ này không? Thì nó ngoài kia kìa. Nó trên cục đá đó. Nó nằm trên cục đá rồi. Đó, đó hai ba con luôn đủ. Đó, đó. Tấp hụt, tấp hụt. Đó là dạng cá trình. Đó, dít. Chưa. Con này tắp chậm quá mà. Con này nhỏ, không ra. Vướng. Hai vướng dày rồi. Mệt mỏi rồi. Ý. Nguyên cục san hô luôn rồi. Con ấy, con đó nó á, sao mà để cho nó chụp ta. Con đó trình trình biển phải không chú? Trình biển. Ở đây kêu cá chạch luôn hả? Thì ở đây kêu cá chạch cái... Mình thấy cá chạch lâu. Dạ. Ghiền quá mà 10 giờ bay, 11 giờ bay. Nãy giờ dính được ba con mực. Nó xuống. À nó lên nè. Con kia lớn không chú? Con kia nó không, ấm đó con nè. Sao nó trắng nó vô hàng của mình nữa. Nó trắng là nó vô hàng đó. Thả trên cục đá này cho nó đỡ gì vậy? Mướn nè. Thả cái màu kia nó sáng nó thích hơn rồi sao. Mà có mực móc vô là quất hả chú? Ờ. Họ còn kìa, đang tới kìa. Ý da, sao dính. Ý da. Táp dữ. U, nguyên một bầy nó bu lại luôn kìa. Con này cái hàm nó trắng không cơ. Táp vô. Sóc mình luôn. Sóc mình luôn hả? Sợ ơi sợ. Con này nó giữ ghê. Nó lên mặt nước nó còn cắn người. Cái con này mà gặp như là thấy là nó quất rồi, mực móc vô quất rồi. Con này vẫn còn xanh.
Ý, con cá gì giống cá mú kìa chú. Đó, đó, con bự bự dưới cái lỗ kìa. Quất nè. Con này dễ quất nè. Đó, 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 đó. Thồ dưới cái lỗ.